Rồi, xin chào anh em đam mê chăn nuôi con trồn hương nha. Chào mừng anh em quay lại với cái kênh trồn hương thường hóa của mình nha. Trại à, trồn hương thường hóa của mình ở ấp chợ xã phú túc huyện tịnh quán tỉnh đồng nai. Thì à, hôm nay mình quay cái bài bốn à, con hai bài này, mỗi bài bốn con này thì cũng chuẩn bị xuất bán à, là là hai là bài này rồi nha. À, tuy nhiên thì à, mình cũng à, có một cái, cái clip Xin chia sẻ cái uh, thời điểm giao mùa Tức là cái thời điểm này là cái cái thời điểm mà bắt đầu tháng uh, 11 dương lịch đó, Thì ở khu vực uh, Định Quán Đồng Nai của mình đó, Nó có cái uh, hiện tượng là chuyển giao mùa Đang mùa mưa ở đầu nó chuyển qua lạnh lạnh Thì uh, mọi người nên lưu ý cho mình cái trường hợp là trồn hương nó có khả năng là uh, Các cái bệnh về đường hô hấp á thì mọi người cũng lưu ý cho mình phải tăng cường cho mình cái sức đề kháng đối với lại cái con trồn đó dĩ nhiên là mọi người phải cho nó những cái chất là nó gọi là uh, vitamin và khoáng chất á để nó tăng cường cái thể lực của nó đó thì uh, mình thấy một số con nó uh, bắt đầu nó có cái biểu hiện là bệnh đường hô hấp á tức là hay uh, hoặc khè hoặc là ho ho nha mình thấy á thì mọi người cũng lưu ý cho mình trong cái vấn đề là chăm sóc trùng hương cái thời điểm giao mùa giữa cái à, mưa mưa nhiều mà nó chuyển qua là là bắt đầu là nó nó lạnh nha đó nó lạnh thì con trồn mà bé bi á, thường hay là bị cái đường hô hấp đó, đường hô hấp thở, thở kho khè kho khè, có lúc nó ngáy giống như con người vậy đó. Đó là một trong những cái biểu hiện của đường hô hấp đó. À, còn có nhiều con bắt đầu nó nặng lên rồi á, là nó có thể nói là nó ho, nó ho sụ 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 giống như con người luôn. Đó nó ho sụ sụ vậy đó thì à, mọi người cũng phải hả, lưu ý cho mình chăm sóc cho nó tốt cái sức khỏe của cái con trùng hương baby thì mới là coi như là à, tập ăn cũng giống như là ba bốn tháng tuổi đó thì đây là một trong những cái biện pháp để mà mình nhằm chăm sóc cái con trùng hương cho nó tốt ở trong cái việc mà phát triển cái nghề chăn nuôi trùng hương đó làm sao thì làm mọi người cũng lưu ý cho mình là nó phải thứ nhất là ăn uống khỏe mạnh như vậy nè đó, nó dành ăn như vậy là mình cảm thấy là nó tương đối là an tâm à mà nếu mà nó ăn mạnh ăn mạnh khỏe như vậy thì cung cấp cho nó đầy đủ các chất thì nó sẽ mau lớn thôi. Đó, mọi người cũng nên lưu ý cái thời điểm giao mùa mình nhắc lại thời điểm giao mùa giữa thời tiết mưa nhiều bắt đầu chuyển qua lạnh và bớt mưa đi đó là nó bắt đầu lạnh rồi đó thì nó hay ảnh hưởng tới phổi vì gì cái con này đó, bắt đầu nó thích nghi với cái thời tiết đó, nó hơi chậm tí xíu nó thích nghi với thời tiết nó chậm cho nên là mọi người phải uh, lưu ý uh, tăng cường cái uh, đề kháng cho cho mình nha đây à, mọi người thấy không con chồn nó khỏe mạnh là nó ăn rất là dữ đó, mà cung cấp cho nó đầy đủ cái thức ăn là một cái thứ hai nữa là nâng cao cái cái sức đề kháng cho nó cho nó có khả năng là thích nghi với lại cái thời tiết ở cái cái thời điểm mà giao mùa đang là nhiệt độ bình thường mưa nhiều nó lại là bắt đầu nó 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 lạnh nha con người ta cũng bệnh nữa mình mấy bữa nay cũng ho rồi sổ mũi đầy hết thì khả năng thích nghi với môi trường á đối với mỗi cái con uh, vật hoặc cái con người cũng vậy nó có thể nói là nó chậm hơn thì nó sẽ bị bị bệnh cái đường hô hấp nha đó à, Ngoài ra à, nếu mà mọi người à, có điều kiện thì mọi người che che cho mình cái này à, cái khu vực xung quanh này nè à, mình che cho nó lại cho nó ấm một tí xíu đó. để à, duy trì cái nhiệt độ cơ thể của nó ấm áp đó ngoài cái việc mà tăng cường cái thức ăn á thì cũng nên uh, che lại che chắn cho nó ấm áp đi đó một số người á, lại có một cái biện pháp rất là hay để uh, mình mình cho nó ăn cái con này nó ăn xong rồi mình mình thấy nó người ta sử dụng cái biện pháp mà chăm sóc cái con trồn hương này rất là hay ở đó là người ta cho nó ngủ trong một cái khay bằng sắt cái khay bằng sắt thì nó nằm khi mà nó nằm nó lâu đó, thì nó truyền nhiệt lên cái khay bằng sắt đó là nó làm ấm cơ thể của con trồn thì đó là một trong những cái uh, mẹo cái kinh nghiệm uh, cũng uh, mọi người cũng nên học hỏi đây nè ví dụ như cái cái khay này nè cái khay này nó bự hơn tuy nhiên là mình lấy ví dụ cho mọi người thấy rồi đây ví dụ như uh, cái khay này đó, cái khay này mà nó bự hơn nha, nó bự gấp đôi cái này. Thì uh, cái con trồn hương con á khi mà mình uh, nó ngủ á, đây. Nó ngủ nó sẽ chui vô cái khay này nó ngủ. Đó, nó chui vô đây nó ngủ nè. Thì ví dụ như đây bày 4 á thì cái này gấp đôi mà nó nó chui vô đây nó nằm hết trong đây thì nó truyền nhiệt lên cái khay này thì nó làm cho cái con trồn nó ấm đi ấm đi thì nó đỡ cái bệnh bệnh đường hô hấp. Đó, tuy nhiên, tuy nhiên cái đó là một số cái kinh nghiệm thôi. Có nhiều người có cái kinh nghiệm hay hơn nhưng mà mình thấy cái kinh nghiệm mà cho nó nằm trên cái cái khay để khi cái nhiệt độ cơ thể nó bắt đầu nó tăng lên á thì nó truyền qua cái khay bằng sắt là nó ấm, nó rất là ấm nha. Đó, thường hay nó hay lạnh vào cái buổi tầm khoảng 3 4 giờ sáng cho tới khoảng 6 giờ mấy 7 giờ thì nhiệt độ nó ở đây ở khu vực miền Đông mình là nó hay xuống nha. Nó hay xuống thấp. Cho nên là người ta cần cần phải bảo vệ cái con trộm hương này cho nó cái phổi của nó là 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 là, là tốt nhất. Đó. Đây là một cái bay đây bầy còn nhiều. Đó. Đó thì mình quay cái clip để chia sẻ cái kinh nghiệm để cho anh em để cho anh em học tập, chia sẻ lẫn nhau để phát triển cái 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 coi như là cái nghề chăn nuôi trồn hương cho nó tốt. Đó. Nói chung chạy mình là trồn ăn uống có rất là khỏe mạnh rồi nha. Thì tuần này mình như xuất có khoảng chục con à. Đó. Uh, nói chung là nó cỡ này là 6 triệu một con nha đó về là mọi người có thể là uh, coi như là là cho nó ăn mạnh để con trộn phát triển đầy đủ để mau lớn thôi đó, đó thì một số cái kinh nghiệm để chia sẻ với anh em trong cái việc chăn nuôi con trồn hương đó. Thì, uh, hôm nay buổi sáng mình rảnh á mình chia sẻ cái cách chăm sóc mà khi mà con chồn hương này nó, nó chuyển giao mùa giữa mưa nhiều đối với lại cái việc gần sắp Noel đó. thì nên cẩn thận xin cảm ơn mọi người đã theo dõi xin chào tạm biệt.